thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay bên trung tâm em sẽ test thử cho các bác xem về sự ok của cái con máy đục 3 chế độ. Con máy khoan bê tông 3 chế độ chạy pin. Bốc lấy bên nhà em. Đây, như cái video trước là em đã giới thiệu với các bác, đây là cái dòng sản phẩm chạy pin, máy 3 chế độ các bác nhé. Đây có 3 chế độ này. Chế độ đây là vừa khoan vừa đục. Đây là chế độ đục bê tông. Và chế độ này là chế độ khoan gỗ. Các bác có thể là đảo chiều ở cái này. Các bác di chuyển cái nút đỏ này về ba cái chế độ này. Các bác sử dụng cái mục đích nào thì các bác về cái chế độ đó. Một bộ cái sản phẩm này thì nó sẽ có là một máy 2 pin 1 sạc. Máy khoan này là khoan bốc các bác nhé. Pin của nó là pin 10 cell. Model này, model 66V. Nhưng mà cái pin thực tế của máy thì là 20V các bác nhé. Trên thị trường hiện nay có rất chi là nhiều mẫu pin, nó có thể là ghi là 24V này, 36V, 66, 77, 88V hay 99V. Thì cái pin cao điểm nhất của nó cũng chỉ là 20V thôi. 20V là cao điểm nhất rồi, nó không có cái loại nào mà 66V nha các bác nhé. 66V thì nó sẽ giật chết người, không nên là không có các bác nhá. Một bộ này là các bác sẽ có một máy 2 pin và một sạc luôn. Sẽ được tặng kèm theo là có 3 mũi khoan và 2 mũi đục. Đây phía bên trong này là sẽ có hai mũi đục này. Hai mũi đục thì là nó sẽ có một mũi đục nhọn và một mũi đục bằng. Đây, sau đây là nhà em sẽ test cho các bác xem. Trước tiên là nhà em sẽ khoan nhá. Đây là chế độ khoan. Đây chế độ khoan thì các bác quay về cái chế độ vừa khoan vừa đục này. Các bác xoay chuyển cái đất. Đây test cho anh em xem nhá. Sẽ khoan thử cho các bác xem. Rất là tốt. Gạch này là gạch loại 1 nhá. Máy khoan rất chi là khỏe. Quá ok. Mình chuyển chế độ đục cho anh em xem nhá. Bây giờ nhà em sẽ chuyển sang cái chế độ đục này. Đây mũi đục, các bác lắp mũi đục vào, sau đó là các bác sẽ điều chỉnh cái chế độ nhá. Đây các bác điều chỉnh sang chế độ đục này. Đấy. Các bác thay đổi chế độ cái lớp chuyển này rất kìa bên cạnh. Đây, mũi đục là mũi đục bằng. Đấy. Máy là siêu khỏe nha. Một máy là các bác sẽ có 2 pin. Nên là các bác có thể là làm việc rất như là thoải mái. Máy chất lượng quá là ok. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác có thể là điện thoại ngay dưới video này, hoặc là các bác có thể là liên hệ vào số hotline là 0378487818, số mà em có để lại ở ngay dưới tiêu đề này nhá. Các bác hãy vào kết bạn Zalo để thuận tiện cho mua hàng và cách hướng dẫn sử dụng cũng như là cái bảo hành về sau này. Thì bên nhà em cái số điện thoại đấy là có Zalo luôn, thì là sẽ nhận điện thoại của các bác là 24/24 và sẽ trong cái thời gian bảo hành là sẽ tiếp nhận tin nhắn và trả lời cho các bác. Các bác mà quan tâm sản phẩm, quan tâm video thì các bác nhớ là ấn theo dõi kênh và các bác ấn vào chuông, đừng quên ấn vào chuông ở phía bên dưới màn hình phía bên phải của các bác nhé. Thì để mỗi khi mà nhà em làm những cái video giới thiệu sản phẩm mới thì sẽ thông báo đến các bác, để các bác vào cùng xem và tham khảo những cái dòng máy mà bên nhà em đang cung cấp. Rất chi là nhiều mẫu máy, chất lượng ok, chất lượng là bao giờ cũng phải đi đầu, và cái giá cả của nó là hợp lý, cạnh tranh nhất thị trường các bác nhé. Một lần nữa là em xin được cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của nhà em. Xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhé.